Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Những anh em cameraman thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với những cái cụm từ như là flycam này, drone hay là UAV. Đó là những cái thiết bị mà có thể giúp anh em ghi lại hình ảnh từ trên cao. Và nếu như mà anh em đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc flycam cho riêng mình và chưa biết chọn cái nào, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giúp anh em để chọn một chiếc flycam để phù hợp với nhu cầu của mình nhé. Và bây giờ ta cùng bắt đầu video thôi. Cái chiếc flycam đầu tiên mà mình recommend cho anh em đó chính là chiếc DJI Mini 2. Đây là một chiếc flycam mà đang rất hot tại Tokyo Camera. Nó được ra mắt cách đây khoảng 1 tháng. Và đây sẽ là một chiếc flycam mà dành cho những anh em mới chơi hay là muốn sở hữu một chiếc flycam nho nhỏ để mà thi thoảng anh em có thể là mang đi du lịch này hay là quay ở trong khu vực nhà mình mà thôi. Để mà nói về cái chiếc Mini 2 này, đúng như cái tên Mini của nó thì nó có trọng lượng là 249g. Nó sẽ rất phù hợp để anh em có thể là mang đi du lịch này hay là bỏ ba lô mà không sợ tốn diện tích. Và nhiều anh em thì sẽ nghĩ rằng là với một chiếc flycam nhỏ như thế này thì cái chất lượng hình ảnh của nó không được tốt. Thế nhưng mà ngược lại, ở trên chiếc Mini 2 này chúng ta có được một cái cảm biến, đó chính là CMOS 1:2.3 inch với độ phân giải là 12 megapixel và hoàn toàn chúng ta có thể quay được ở 4K 30 frame. Và đây là một trong những cái chất lượng hình ảnh mà mình thấy là rất là tốt so với cái kích thước của nó. Ngoài nâng cấp về khả năng quay 4K thì DJI Mini 2 còn sở hữu tính năng là zoom 4x và cho phép thu phóng video 1080 lên 4 lần nhưng mà vẫn đảm bảo hình ảnh hiển thị với độ chi tiết và sắc nét cao, cho phép người dùng nhìn rõ chủ thể mà không cần phải bay quá gần. DJI Mini 2 thì sử dụng pin là Lion 2S và có dung lượng là 2250mAh, cho thời gian hoạt động khoảng 30 phút bay. Cái chiếc flycam thứ hai mà mình muốn recommend cho anh em đó chính là chiếc DJI Air 2. Thì nó khác với cái chiếc Mini 2 mình vừa mới kể cho anh em ở đầu video một chút. Với cái chiếc Air 2 này thì nó không dành cho những anh em mà mới chơi flycam, mà nó sẽ tập trung vào những người mà đã biết bay flycam rồi và đang muốn nâng cao cái trình độ bay flycam của mình lên, cũng như là anh em có thể là dùng chiếc Air 2 này để có thể đi quay video và bay dịch vụ được. Cái điểm mạnh ở chiếc Air 2 này đầu tiên đó chính là anh em có thể là gập gọn nó vào được và nó sẽ rất là nhỏ gọn khi mà anh em mang đi quay hay là đi quay dịch vụ. Cái thứ hai nữa là bởi vì ở trên chiếc Air 2 của chúng ta nó có khá nhiều cảm biến, thế cho nên là nó sẽ rất là thông minh khi mà đi quay ở trong những cái địa hình nó có khá là nhiều những cái chướng ngại vật. Mavic Air 2 thì được trang bị hệ thống camera cao cấp và công nghệ APAT tiên tiến và cho phép người dùng có thể trải nghiệm tốt nhất cảm biến Quad CMOS 1:2 inch với độ phân giải là 48 megapixel, gimbal 3 trục kết hợp với các tính năng quay là Hyperlapse và Timelapse của flycam thì giúp quay video 4K 60 frame với cái tốc độ ghi dữ liệu là 120 megabit và slow motion 240 frame ở chất lượng là Full HD 1080. Ngoài ra thì flycam còn được tích hợp một số tính năng AI tiên tiến khác như là Active Track 3.0, Point of Interest 3.0 và Spotlight 2.0. Và cái chiếc flycam cuối cùng mình muốn chia sẻ cho anh em ở trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc DJI Mavic 2 Pro. Thì đúng như cái tên của nó, Pro, đây là một dòng flycam dành cho những anh em mà đã bay chuyên nghiệp rồi. Nó khác hoàn toàn so với hai chiếc flycam mình recommend cho anh em ở đầu video. Với Mavic 2 Pro thì đây được coi là một trong những cái thế hệ mới nhất của DJI. Nó được cải tiến về mọi thứ, về hiệu suất hình ảnh này, về thời gian cũng như là độ cao khi mà các bạn bay. Flycam thì sử dụng cảm biến CMOS 1 inch với giải IOS rộng từ 3200 cho đến 12800 và cho hiệu năng tốt hơn khi làm việc ở trong môi trường thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó thì DJI Mavic 2 Pro còn trang bị máy ảnh Hasselblad với độ phân giải là 20 megapixel, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội, sắc nét và chân thực. Đặc biệt là flycam có sử dụng công nghệ OcuSight 2.0 cho phép livestream dễ dàng và cải thiện hiệu năng tốt hơn ở trong quá trình quay. Việc sử dụng hai loại băng tần là 2.4GHz và 5.8GHz thì giúp cho Mavic 2 Pro có thể truyền và nhận tín hiệu với khoảng cách là 8km. Và đó là những cái chiếc flycam mà mình recommend cho anh em để mà có thể phù hợp với nhu cầu của từng anh em. Có thể là anh em mới chơi hoặc là anh em có thể là chuyên nghiệp rồi. Thì mình nghĩ rằng là với cái chia sẻ của mình, anh em có thể chọn ra một chiếc flycam phù hợp với cái nhu cầu của mình nhá. Và nếu như em thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào anh em.